học cảm mến ai thì học chọn thôi, kiểu là như vậy. Muốn yêu thì tìm cách, còn muốn tìm lý do. Học phải nói thật là Học là cái đứa thích chửi thề. Mỗi câu nói của Học nói ra nó đều sẽ mang một cái tính dễ hiểu lầm á, hiểu lầm. Chỉ những người mà người ta thực sự mà người ta thực sự là người ta yêu quý mình, người ta mới ở lại với mình. Xin chào tất cả mọi người đã đến với lại Around Bean tập 2. Thì như cái tên của series này dịch ra nghĩa đen luôn, tức có nghĩa là mọi thứ xung quanh của Bean, mọi thứ xung quanh của khách mời đặc biệt ở trong những tập mà Bean mời. Thì tụi mình sẽ chia sẻ, sẽ tâm sự về công việc nè, về cuộc sống, về những cái điều tiêu cực, tích cực. Nói chung là chỉ muốn kể cho mọi người nghe để mọi người có thể đồng cảm với tụi mình, truyền cảm hứng một cái điều gì đó tới cho mọi là người, là cho mọi người cái góc nhìn mới về một cái mảng và cuộc sống của tụi mình rồi đó. Và biết đâu chừng là mọi người có thể lấy được một cái kinh nghiệm gì đó cho bản thân mình, đúng không? Tại vì ở đây là toàn là trải qua sóng gió này nọ cũng dữ dội đó. Đúng rồi. Và cảm ơn sự xuất hiện đặc biệt special appearance học sinh. Hello tất cả mọi người. Thì thật ra là cũng một thời gian rất là lâu rồi thì Học với Bean mới collab lại với nhau làm một cái vlog. Thì tại vì Bean cũng có công việc riêng của Bean mà Học thì cũng phải phát triển cái việc của Học á, nên là mỗi đứa có cái con đường riêng, nên là bây giờ mới ngồi lại với nhau có cái thời gian. Và Bean cũng đã ngừng làm việc cá nhân rồi và Bean tập trung vô để xây dựng kênh nhiều hơn, nên là mọi người nhớ ủng hộ Bean nha. Và đặc biệt á nha mọi người, khi mà Bean nói một cái là Học kêu là Học xây dép, miễn là Bean là Học xây dép được rồi á, cho nên là kiểu cái tình cảm của tụi mình là tình cảm bạn bè mà nó vô hình đó nha mọi người. Không gặp nhau quá nhiều nhưng mà nó vẫn giữ được cái mối liên kết á, cho nên là rất là trân quý Bean vì điều đó. Và Bean có cảm thấy là Học ấm áp không? Học Học nói với Bean là chỉ cần là Bean là Học say yes. Cụ thể là vậy nè mọi người, hôm bữa cái xong Bean nhắn tin cho Học, Bean mới nói là Bean đang triển khai một cái series này. Là Bean dự tính sẽ air cái tập đầu tiên vào tháng 1 năm 2024, năm sau. Thì Bean muốn mời Học làm khách mời trong những cái tập như thế này nè. Cái xong rồi kiểu Học say yes liền luôn. Học chỉ nói là Bean vui là được, Bean nhớ là vậy đó. Kiểu như là mình là một cái con người ít nói những cái lời xến xúa, nhưng mà trong lòng mình cảm thấy rất là vui, rất là rưng rưng. Tại vì mình cảm thấy mình cũng rất là biết ơn, tại vì xung quanh của mình luôn có những cái người bạn mà khi mình cần cái sự giúp đỡ, họ luôn ở đó, họ luôn có mặt và họ luôn say yes với mình. Biết tại sao không? Tại vì đó là Bean đó. Bởi vì Bean xứng đáng với điều đó, hiểu không? Yeah. Giờ này bà ổn không? Tự nhiên hôm bữa tôi đang đi chơi có người hỏi tôi ổn không, tự nhiên tôi khóc quá trời. Tôi cũng vậy á, ý là bình thường không sao đi, tự nhiên cái ai hỏi ổn không cái bắt đầu bị tủi thân. Thật ra mọi người biết không, lúc nhỏ mà mọi người có đi đánh lộn không, tức là mọi người đánh cho tới mà chảy máu, hay là cho dù có một cái gì đó xô xát rất là mạnh trên người mình vẫn tức mà mình không khóc nha. Mà tự nhiên mình gặp phụ huynh hay là mình gặp một cái người nào đó mà bảo vệ mình á, họ ôm mình vào lòng, họ hỏi là có ổn không, tự nhiên cái mình như vỡ trận vậy đó mọi người. Đúng như rồi. Vỡ trận vậy á. Bởi vậy cho nên hồi đó hả, mà giống như là kiểu đi học mà đánh nhau hay gì có xô xát á là mình không được ôm tay, đấy là kiểu ngăn cản người ta là không có lại mà là hỏi mình cái mắt của mình khóc nữa. Đúng hiểu rồi không? Đúng rồi, thì có gọi là bị tủi thân á, nói chung là đang cố có cái áo giáp gì á mà tự nhiên ai lại xoa một cái rồi hỏi đúng rồi sao? là vỡ òa như vỡ trận á. Và khi mà mình lớn như thế này nè, có nghĩa là mình sẽ có những cái cuộc chiến vô hình, giống như là công việc nè, mình cũng phải chiến đấu ở trong công việc, lúc nào cũng phải tỏ ra cái nguồn năng lượng nó vui vẻ. Tại vì mình lớn và mình đã hiểu được là không ai muốn tiếp xúc với những cái nguồn năng lượng mà nó tiêu cực, nó u sầu cả, nên là mình phải điều chỉnh cái nguồn năng lượng của mình cho nó phù hợp nhất. Và vô hình như mình sẽ tạo ra một cái lớp trắng á. Đúng rồi. Lớp trắng để mà thể hiện cái cảm xúc ra ngoài, nên là mình phải che giấu hết vào trong luôn. Cho nên là khi mà ai mà hỏi mình giống như là cuộc sống của bạn có đang ổn không, hay là dạo này mày sao, thấy mày kiểu vậy, nếu mà mình đủ thân thiết với cái người đó, nó có cái liên kết đó Bean, cái mình sẽ thấy là được an ủi, mình muốn òa ra không? Đúng rồi, muốn trải lòng, muốn tâm sự. Nhưng mà cuộc sống á thì nó sẽ có lúc ổn lúc không là chuyện bình thường,
Nhưng mà cái quan trọng là hình như tôi thấy bà đang hạnh phúc với những cái gì mà bà đang làm, đúng không? Đúng rồi. Tại vì thật sự á, sau những cái thời gian mà không gặp Bin ha, thì Học cũng phải cố gắng rất nhiều, và Học đã phải tìm ra cái con người bên trong của Học, cái điểm mạnh, cái điểm yếu là gì. Và Học cũng biết được đâu là cái việc mà mình nên làm và không nên làm. Học cũng, cái mindset của Học nó thay đổi rất là nhiều. Có nghĩa là trước đây á, là Học sẽ ăn nói bổ bả, bất cứ cái điều gì Học cũng sẽ muốn cứ cảm thấy nói cho vui cái miệng mình là ấy. Nhưng mà về sau này mình sẽ nghĩ là à, mình phải đặt mình vào người ta. Đúng. Mình sẽ thấy là không phải chỉ riêng mình chiến đấu, hay là riêng mình phải vật vã với cuộc sống này, mà người ta cũng vậy. Nên mình phải nói những cái điều gì đó khiến cho người ta cảm thấy được vui nè, nói cho người ta cảm thấy được an lòng, hoặc là giống như kiểu mình dùng những cái điều dịu dàng, giống như lúc nãy giờ Học vẫn nói với Bin á, thì nó sẽ khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn khi đến với mình. Mình cũng không cần phải tỏ ra cái nguồn năng lượng là mình quá phấn khích, mình quá vui, mình quá ấy này nọ, mà mình chỉ cần vừa đủ thôi là nó được, nhưng mà nó chạm đến trái tim, thì cái mindset của mình nó thay đổi. Đúng rồi. Nên là khi mà mình thay đổi như vậy, mình biết được cái hướng đi của mình biết được cái giá trị của mình biết được mình muốn làm gì, thì khi mà mỗi cái việc mình làm ra mình đều yêu thích nó thì là mình hạnh phúc. Tại vì biết Học là từ lâu rồi, từ lúc mà Học còn là con trai được đó. Trời má ơi, tao tính nói là hả, biết từ còn lúc bán shop đồ. Hồi xưa là Học bán quần tập gym, mấy cái quần mà kiểu chic chic style đồ á. Xong rồi mới dần chuyển hóa lên thành một cô nhân viên văn phòng. Thư ký Học sao rồi? Rồi đó, rồi xong cho tới bây giờ Học chuyển mình là một content creator luôn. Rồi cũng theo cái sự nghiệp là phát triển con đường model nè. Rồi thấy có đi thi những cái cuộc thi, những cái chương trình, những cái game show. Rồi Học có thể chia sẻ với những cái đó cho mọi người biết. Thật đi. Thật ra Bin nói thì Học sẽ hơi sửa xíu nha. Có nghĩa là thật ra là Học sẽ không phải là Học đi theo hướng model, mà là lúc mà Học đi thi cuộc thi The Face, thì Học chỉ nghĩ là nó là gương mặt thương hiệu, mình đang muốn phát triển, mình tiếp cận được với nhiều thương hiệu, thì mình cần phải đi thi cuộc thi đó để mình có thể có những cái công việc nó ổn định hơn. Tại vì lúc đấy là mình đã biết được là mình lập ra kế hoạch hết rồi. Thì có nghĩa là nếu mà mọi người có thấy cái hành trình của Học làm á, thực sự là trước Học rất là chăm. Có nghĩa là mọi người thấy là Học hay mỗi ngày Học đều làm clip TikTok nè. Rồi nếu như mà hôm đó clip TikTok của Học mà nó chưa lên xu hướng thì Học phải cố gắng mình trau dồi thêm về cái kỹ năng của mình, hoặc là mình phải ngồi livestream nói chuyện với mọi người nè, để nó có thể kéo tương tác mọi người. Hoặc là mình bươi cái kênh TikTok của mình lên, và mình cũng bắt đầu khi mà mình có cái độ nhận diện nhất định, và mình Học mới quyết định là Học đi thi cái cuộc thi The Face đó, có thể tiếp xúc được với các nhãn hàng nhiều hơn. Chứ còn về model thì Học nghĩ là Học không mạnh ở cái thế mạnh đó. Mà Học mạnh về cái giống như là Học biết được cái thương hiệu nè, hoặc là mình bằng cái cách mình quảng bá marketing này nọ đấy. Thì đấy là cái thế mạnh của mình. Còn nữa thì khi mà mình tham gia những cái show như vậy á, thì mình sẽ có cái độ nhận diện nhất định. Và Học cũng khi mà Học làm nghề như vậy thì Học cũng luôn tự nhủ lòng là mình sẽ cố gắng hết sức để mà mình đừng bao giờ phụ lòng những cái người mà đang ủng hộ mình á. Họ âm thầm họ ủng hộ mình không biết được. Có nhiều bạn lâu lâu nhắn tin là kiểu em biết chị Học từ cái thời chị Học còn con trai rồi đó thì đó như vậy đó. Mình cũng thấy rất là vui, tại vì họ ủng hộ mình từ cái chặng đường nó dài như vậy. Mà có những lúc mình không hoạt động, như hiện tại là Học đang giống như là đang chậm lại để tìm lại bản thân mình coi mình như thế nào, thì mình không hoạt động nhiều mà mấy bạn vẫn đang âm thầm ủng hộ mình. Nên là mình càng giống như kiểu trong lòng mình càng phải cố gắng nhiều hơn. Cho nên là mình sẽ cố gắng phát triển bản thân đồ đó, trở thành một con người mà không phải là hoàn hảo, mà nó vừa đủ để chạm tới trái tim của những người yêu mến mình. Mình tốt hơn mình ngày hôm qua là đúng okay. Rồi, câu đó cũng là cái câu mà thầy của Học dạy cho Học đấy. Chị Minh Triệu có nói là không cần phải giỏi hơn ai cả, chỉ cần là giỏi hơn mình của ngày hôm qua là đã được rồi. Mọi người có thấy Học giỏi hơn không? Tôi là tôi thấy nha, và tôi công nhận. Trời ơi, như tôi thì tôi cũng gọi là không phải ngủ đông 2 năm liền. Nói chung là cũng ngồi ngớp lên xuống, lâu lâu cũng đăng một vài video rồi lại lặn xuống. Tại vì cái công việc cá nhân đó. Đúng rồi. Thì trong khoảng thời gian đó cũng có rất là nhiều bạn nhắn tin. Đúng. Reply story hối thúc mình. Tới giờ vẫn còn người nhắn tin cho Học hỏi là sao không quay với nữa đó. Đó cho nên là hả, khi mà đọc những cái đó, tự nhiên cái lửa ở trong
mình về cái công việc này nè bừng lên lại cái mình cũng cảm thấy là mình phải cố gắng, mình phải nỗ lực rất là nhiều. Ví dụ nha, học thi The Face á, mình biết là kiểu quay ngày quay đêm luôn, quay cho tới khi mà trời sáng luôn á, đúng không? Đúng rồi. Nói chung là cái quá trình quay nó như thế này nè, lên một tập á thì nó lại nó như đây rồi. Đây thôi. Và đôi lúc á nó sẽ có những cái gọi là edit nó không có đúng ý mình, đúng không? Cho nên là nhiều khi khán giả coi người ta sẽ có thể hiểu sai về mình hay là như thế nào, thì Học có thể chia sẻ một vài cái sự thật đằng sau hậu trường khi mà quay The Face không? Nói chung là Học cũng không phủ nhận cái những cái mà quay lên nãy, nhưng mà như thế này, nó sẽ là khác góc nhìn. Có nghĩa là mình sẽ không phủ nhận cái con người đó không phải mình, con người đó vẫn là mình. Đúng. Nhưng mà nó là trong cái mood như thế nào, trong cái tinh thần như thế nào. Thì thí dụ như có vài câu nói Học nói thì nó đang trong cái mood, thứ nhất là mình đang thấy nguyên cái tim mình buồn khóc á, thì mình đang muốn chọc cho mọi người vui. Mọi người biết cái nết của Học á, là cái nết mà cũng như hay chọc chọc khịa khịa người này khịa người kia, đó là cái tính của Học hay chọc ghẹo người ta vậy á, không biết nữa, thích vậy. Tôi cũng vậy mà. Mà chọc như vậy thì giống như là những người xung quanh mình á, họ mới vui, họ mới cười, thì vô tình á thì nó sẽ có cái chất liệu xấu trong đó, và khi mà đưa lên thì khán giả có một số người họ nhìn ra được cái chất liệu đó, họ thấy là à bà này bà vốn dĩ là bà thích chọc ghẹo người này người kia, nhưng mà có nhiều người họ không thích cái nguồn năng lượng đó. Họ lại cho là con bé này nó hơi không biết tiết chế, không biết tiết chế và hơi hỗn, nó kiểu vậy. Nhưng mà Học vẫn sẽ không phủ nhận cái đó, tại vì kiểu đó vẫn là một cái con người của mình, cái tính cách mà đúng rồi, chẳng qua là họ khác góc nhìn với mình thôi, và mình cũng sẽ tiết chế lại nguồn năng lượng, chứ mình không thể thay đổi con người mình được, tại vì đó là cái bản tính vốn có của mình rồi. Bây giờ mình chỉ có thể tiết chế lại thôi. Và nó sẽ phù hợp với một số người mà họ tin mình, họ tin mình không phải là một người xấu là được. Có nghĩa là mình học thêm một cái mindset nữa là khi mà mình làm bất cứ cái việc gì á, mình không cần phải giải thích cho người khác. Tại vì cái người mà vốn dĩ mà họ đã không trùng với cái nguồn năng lượng của mình, thì mình có giải thích như thế nào á thì họ cũng sẽ cảm thấy là quá dài, quá nhiều mà người ta cũng không thích. Còn cái người mà người ta đã yêu mến mình nè, đã thích mình nè, đã biết mình là cái con người mình không có phải là một người xấu á, thì mình không cần phải nói gì, họ vẫn tin tưởng mình và họ vẫn sẽ dành một cái sự yêu quý cho mình nhất định. Nên là về lớn này Học cũng bớt giải thích, có nghĩa là với bất kỳ một cái vấn đề gì xảy ra Học sẽ cũng sẽ không giải thích nữa, trừ khi nào có cái người nào đấy giống như là người ta cần phải biết cái vấn đề đấy nó như thế nào thì người ta hỏi thì Học mới nói thôi, chứ Học cũng sẽ không bao giờ mà phải cứ phân bua, cứ phải giải thích thế này thế kia, tại vì mình thế nào thì mình biết. Trời biết, những người yêu thương mình biết. Còn những người mà họ đã ghét mình rồi á thì họ sẽ biết kiểu khác. Giống như mình có một con bé em, nó cũng làm content creator vậy nè. Thì khi mà nó đăng những cái video nó lên á, nó hay bị kiểu như là voice shaming. Mọi người kiểu như là có những người người ta vào, người ta chê cái giọng nói của nó, người ta không thích như vậy. Xong nó cũng buồn. Rồi một thời gian nó cũng nghiệm lại là xung quanh nó có những người, có những tệp, người ta vẫn cảm thấy bình thường và người ta vẫn cảm thấy là ok với lại cái giọng nói đó. Thì cũng giống như Học vậy á. Sẽ có những cái người mà người ta nhìn vào cái đó và người ta cảm thấy không thích là người ta không thích rồi. Chứ giải thích hay là mình sửa đổi theo ý của người ta thì nó đúng cũng vậy rồi. Và Học cũng giống như là Học nghĩ á nha, dạo gần đây đang hot lên một cái gọi là tư duy ngược phản biện. Có nghĩa là người ta voice sao mình tại sao mình lại nghe cái lời đó và mình cảm thấy là cái giọng nói của mình nó có vấn đề, là mình đang không yêu bản thân của mình, tại sao mình không làm ngược lại. Thí dụ như người ta voice sao mình sẽ phải khiến cho người ta thuyết phục được người ta là cái voice của tôi là một cái gì đó độc lạ. Như tại sao, ủa Học nè, đúng không, nhìn Học nè, thì có nghĩa là Học là một cái người mà đi lên từ con số 0, đúng không? Thì từ cái lúc con số 0 đó là Học đã có cái tư duy ngược, có nghĩa là thay vì như bây giờ mình cứ làm cho người ta phải kỳ thị mình là một người chuyển giới, thì bây giờ mình phải làm cái điều gì đó để cho người ta thấy được là mình xứng đáng, mình giá trị ở đâu, và mình phải xây dựng mình để đi ngược lại với người ta, chứ không phải là chứ không phải là mình thu mình lại, mình vậy là mình không yêu bản thân mình, và mình không yêu bản thân mình thì lấy ai mà yêu mình, đúng không? Cái chuyện mà yêu bản thân mình và cái chuyện kiểu cảm hóa này nọ hả, nó có liên quan gì tới cái chuyện mà Học quyết định tham gia Người Ấy Là Ai không? Người Ấy Là Ai, đúng không? Thì Học thấy là đó là cái chương trình rất là nice, Học thấy là nó rất là ý nghĩa nhân văn nhiều, tại vì nó đem ra được những cái mặt tối, những cái góc khuất của những cái câu chuyện tình yêu, những cái câu chuyện về cuộc sống của những người trong cuộc đời này thôi. Và Học cảm thấy là khi mà Học được mời vào chương trình đấy là một cái may mắn đối với Học, và đến bây giờ Học vẫn biết ơn vì điều đấy, bởi vì nhờ cái chương trình đấy là một cái bước đệm nè. Và cũng khi mà mình tham gia cái chương trình đấy, mình cũng bắt đầu mình thấy là có rất nhiều người, người ta cũng
phải trải qua dông bão cho dù là bất kỳ ở giới tính hay là độ tuổi nào. Nên là mình càng phải cảm thấy trân trọng và yêu quý cuộc sống này hơn, bởi vì ai cũng như ai cả, bình đẳng hết tất cả mọi người. Và Học nghĩ là khi mà mình yêu hay là mình cảm hóa một cái vấn đề gì đó thì mình cũng sẽ từ trái tim chạm đến trái tim, chứ không phải là bất kỳ giới tính, độ tuổi hay là màu sắc da hay là kiểu như thế nào đâu. Nên là các bạn cứ là bạn thôi, be unique, nhưng mà mình phải xoay chuyển cái nguồn năng lượng của mình cho nó vừa đủ để nó có thể cảm hóa được những người mà người ta ở gần mình, còn những người ở xa thì xa quá, không có tới. Tại vì nhiều khi người ta đứng xa, cái góc nhìn người ta khác với mình, nên là mình không có thể nào mà mình cảm hóa họ được. Lúc mà ý là mình coi chương trình á thì mình thấy nha, thường những cái bạn nữ chính á chia sẻ câu chuyện của mình show ra để cho bạn cố vấn người ta thấy, để người ta đưa ra được những cái lời khuyên mà nó chính xác nhất, nó hợp lý nhất. Còn nghe không là mình, tại vì tụi đây có nhiều người cũng chọn sai hả? Với Học nha, với Học á thì khi mà Học là người luôn có lối đi riêng. Thật sự á, đó giờ thì người khác khuyên thì khuyên thôi, nhưng mà Học thích đi lối nào là Học đi. Học là cái kiểu như vậy. Và khi mà Học đem câu chuyện của Học ra, các bạn cố vấn người ta nói cái gì đó không đúng thì Học vẫn phải nói lại. Giống như là kiểu như là mình, Học thì là cái người mà thích nhìn hai góc nhìn hơn. Có nghĩa là góc nhìn của Học và góc nhìn của cái người kia với Học như thế nào. Khi mà ban cố vấn đưa ra những lời khuyên, những lựa chọn cho mình, nhưng mà Học thì Học tin vào cái nhìn đầu tiên. Học cảm mến ai thì Học chọn thôi, kiểu là như vậy. Đó giờ là lúc nào Học cũng vậy. Học cũng là người có cảm tính, cho nên là Học cảm thấy là người đó hơi mến xíu là mình sẽ biết người đó, biết cập bu kiểu vậy. Chọn theo con tim nhiều hơn xíu, đúng không? Rồi, chọn hơn, thiên về con tim hơn xíu. Ánh mắt nhìn rồi đó, cái nhìn đầu tiên rồi đó, nhưng mà chọn sai thì thôi. Sai thì thôi, tại vì đó cũng chỉ là một cái game show, và mình đến cái show đó mình tham gia đâu phải là mình tham gia để mình có bồ đó mọi người. Nếu có bồ thì đâu cần tham gia show cũng phải có mà, đúng không? Cái gì nó cũng phải dựa vào cái duyên. Mình đâu trước thiết là mình tham gia show để mình có bồ đâu. Nếu mà có bồ mình ở nhà mình up một tấm hình thôi, nhiều khi cũng có bồ. Đúng không? Đó. Cô ấy biết cô ấy đẹp. Những người đẹp thường người hút nhau đó. Nhắc tới cái chuyện có bồ á, mình cũng muốn hỏi là như vậy nè. Ví dụ nha, khi mà có một bạn nam nào đó tiếp cận Học, thì cái cách tiếp cận của bạn nam đó trước khi Học tham gia Nghĩa là ai và sau khi Học tham gia Nghĩa là ai á, những cái năng lượng, những cái tần số xung quanh Học á, nó có cái gì khác hay không? Kiểu như là mình có e dè hơn hay là thận trọng hơn, hay là Học sẽ tự tin cởi mở hơn cái sự nữ tính của mình thôi. Thật ra thì sau cái chương trình đấy thì Học cũng bắt đầu là Học cảm thấy là mình, cái tính nữ trong người mình nó cũng nhiều hơn một tí. Có nghĩa là trước đây á nha, Học tiếp xúc với phái nam, đàn ông đi, Học tiếp xúc với đàn ông này nọ đó, thì thường là Học sẽ tỏ ra mình rất cứng rắn, không biết chi nữa. Lúc đó cũng không biết là cái mindset trước cũ của Học nó bị cái gì nữa. Nhưng mà thí dụ như mình là phụ nữ đi, mong mình có quyền được yêu, mình có quyền được dịu dàng, được nũng nịu mà. Không, hồi trước là lúc nào cũng đàn ông, lúc nào cũng rất là ấy. Trước đây kiểu mình cũng hay làm cho người ta cảm giác là như là mình không thích người ta nên mình mới làm như vậy. Những người đàn ông mà tiếp xúc với Học thường là họ sẽ có cảm giác như là có thể là Học đang không thích người ta nên Học mới tỏ ra như vậy. Nhưng mà thực ra Học nghĩ là cái đó là cái điểm mạnh, cái thú vui của mình. Mình vui là được. Ý là lúc trước thì Học hay kiểu là trời ơi, bạn yêu tôi thì bạn phải yêu chính con người của tôi. Không phải mọi người ơi, người ta yêu bạn nhưng mà bạn phải làm cho người ta yêu bạn bằng cái cách là như bạn phải có một chút gì đó gọi là tính nữ ở trong người mình nếu mình muốn yêu một người đàn ông, đúng không? Chứ đâu thể là mình cứ hùng hùng hổ hổ như vậy, người ta rất là sợ. Xong rồi sau cái chương trình thì Học cũng mềm mại lại, Học cũng bắt đầu là tiếp cận với các bạn con trai rồi đó, là Học cũng kiểu nữ tính đồ hơn, kiểu vậy. Ai mà không tiếp cận thôi, mà tiếp cận thì hơi khó thoát tí. Không, nói chứ mình cũng giống Học. Ý là dù nha, mình cũng phải là con gái, nhưng mà cái position của mình là tính nữ. Đúng rồi, hồi xưa kiểu mình cũng có một cái suy nghĩ lúc nào mình cũng phải gai góc. Đúng rồi, mình tự thân độc lập được. Đúng. Mình có thể làm mọi thứ một mình được, mình gai góc được. Cho nên á, trong cái chuyện tình yêu lúc nào mình cũng bị gắn cái mindset đó vô. Đúng. Là dù không có thằng này sẽ có thằng khác. Đúng là cái kiểu đó luôn á. Đúng rồi. Rồi kiểu như là hả, vợ hả, chia tay hả, ok, chia tay vậy thôi. Tao cũng không có cần phải buồn. Nhưng mà thật sự á, mình có buồn nhưng mà chỉ là mình đang bị tích cực độc hại. Mình đang bị cố tỏ ra là mình ổn á. Nhưng mà thật ra bên trong mình không có ổn xíu nào hết trơn á. Mình cần được khóc hay là mình cần được yếu đuối thì mình cứ nên cho phép bản thân của mình như vậy. Đúng. Cho nên là cái người đó đôi khi người ta cảm thấy là mình bị khó gần hay là mình bị gai góc. Có nhiều lúc á, mọi người biết á, hồi xưa mình hay lướt coi mạng
bạn này nọ nhiều á, mình cứ tưởng là mấy cái đó là hay, mình cứ tưởng lúc nào cũng như là kiểu phụ nữ mình là phải tự độc lập kiếm tiền rồi tự này nọ là không cần đàn ông rồi bla bla. Sai mọi người ơi, cái đó là cái mindset sai. Mình phải làm cho cái người đàn ông ở bên cạnh mình họ cảm giác họ là một người đàn ông thật sự á, thì nó mới là hay. Có nghĩa là mình ra đường mình ba gai ba góc với ai cũng được, mình đao to búa lớn với ai cỡ nào cũng được, nhưng mà ở bên cạnh người đàn ông của mình phải cho người đàn ông của mình thấy được là anh ấy là một người đàn ông và anh ấy có quyền che chở đúng mình rồi. Có quyền dung túng mình, giống như là có quyền giống như kiểu là thấy được cái sự dịu dàng của mình, đã có quyền thấy được cái sự nhõng nhẽo nũng nịu của mình. Đó là những cái mà một người phụ nữ nên làm để khiến cho người đàn ông yêu mình hơn, chứ không phải là lúc nào cũng không mày cần. Một câu tao một câu rồi kiểu ông thế này bà thế kia. Mình càng sừng cồ lên như vậy á, cái người đàn ông á họ sẽ tiết ra một cái hormone gọi là cái hormone lo sợ. Có nghĩa là khi mà họ càng lo sợ, họ càng sợ mất bạn thì họ sẽ càng đi sai. Bởi vậy cho nên là bạn phải làm cho người đàn ông cảm giác là anh ở bên em là một cái việc nó đúng như vậy, và em sẽ cho anh sức mạnh của một người đàn ông bằng cách là cổ vũ nè, động viên nè, luôn an ủi chia sẻ. Có một cái câu dạo gần đây học rất là tâm đắc nha, có nghĩa là phụ nữ mình phải luôn để cái mindset đó trong đầu. Sẽ thật tuyệt vời nếu như anh xem em là động lực để cố gắng mỗi ngày, nhưng sẽ thật tuyệt vời hơn biết bao nhiêu nếu anh cũng xem em là một chỗ dựa tinh thần, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và từ đó nhân đôi để có được hạnh phúc. Có nghĩa là mọi người cho phép người đàn ông đó yếu đuối, nhưng mà là yếu đuối với ở cái phương diện là chia sẻ nỗi buồn niềm vui. Và khi mà họ chia sẻ được điều đó với mọi người á thì mọi người chiến thắng. Và mọi người bớt cái tính là trách móc á. Có nghĩa là mình sẽ không trách người đàn ông nữa, mà mình sẽ tìm ra cái nguyên do tại sao người đàn ông đó lại như vậy, thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ ok hơn, cái mối quan hệ nó ok hơn, cái tính nữ trong người mình nó nhiều hơn. Chứ không phải là tự nhiên cái thấy hôm nay thấy anh thế này cái này, trời sao con người anh lúc nào cũng vậy. Người đàn ông người ta bị thu lại cái đàn ông liền. Đúng rồi. Mình phải giống như là anh có thể nói cho em nghe, giống như là kiểu vậy. Vấn đề của mình đứa con gái trong người mình ra, đừng có đàn ông nữa, thấy học chưa? Từ một cái đứa về bây giờ kiểu cũng phải mềm dẻo lại để tiết chế cái năng lượng lại, để những người xung quanh mình cảm thấy nó dễ chịu hơn. Tại vì cái tính nữ nó vẫn sẽ khiến cho người khác dễ chịu hơn rất nhiều, mặc dù không phải là phụ nữ, không phải là con gái, nhưng đúng mà rồi. Vẫn tiếp thu cái câu mà học vừa nói. Cứ là phái yếu đi, cứ là phái yếu, các bạn phái yếu đi, thì mình phải lưu cái đó vào trong đầu. Ai cũng vậy, mình thích nghe những cái lời cổ vũ động viên, những lời khen ngợi, những lời chia sẻ an ủi, chứ người ta đâu có thích nghe mấy cái lời trách móc đâu. Đúng không? Thì thật ra mọi người biết tới pin với học á là kiểu như những đứa mà đanh đá nè, đanh đá xéo xác cái miệng thì đó, thì mọi người ơi, mỏ hổn nè, mỏ hổn xì tin nhưng mà mỏ hổn dễ thương. Nhưng mà ở trong tình yêu á thì mình lại tiết chế lắm. Cái đó lại xíu, mình lại khác đi. Mình không có nên đối xử với bạn bè như thế nào rồi xong mà đem nguyên cái mà mình đối xử với bạn bè vô đối xử với người yêu mình như vậy. Thì nó sẽ hơi bị bổ bả. Bổ bả. Con người con trai người ta sợ. Sợ đó. Có nghĩa là mọi người có thể nhõng nhẽo với người đàn ông cũng được, nũng nịu cũng được. Đừng có sợ xấu hổ mắc cỡ. Cái đó là cái mà người đàn ông sẽ cảm thấy họ được đàn ông hơn. Còn nếu như mà mấy bạn nhõng nhẽo, mắc cỡ nũng nịu hay như vậy đó, mà người đàn ông mà họ không quan tâm tới điều đó, có nghĩa là đấy là một cái thiếu sót của họ, và mình sẽ phải tìm ra cách. Muốn yêu thì tìm cách, còn muốn tìm lý do vậy thôi. Mấy bà mà cứ trách người ta là người ta tìm lý do đó. Thì nãy giờ có qua mấy cái mà học chia sẻ về người ấy là ai nè, về The Face nè, thì Bin có một cái câu hỏi này thì không biết học nghĩ như thế nào. Tại vì thường á, công chúng người ta sẽ có một cái suy nghĩ dành cho những cái người mà làm nghệ thuật như tụi mình á, là sau khi mà tụi mình tham gia những cái chương trình thực tế, những cái game show đó, thì nó sẽ có một cái lối mòn là mình sẽ nhận rất là nhiều job, nhận rất là nhiều những cái hợp đồng quảng cáo, rồi kiểu họ bị mặc định mình là theo một cái lối mòn thương mại như vậy á, bị công nghiệp như vậy á. Thì học nghĩ sao về khái niệm đó? Hiện tại cái này cũng là cái nỗi sợ của học. Có nghĩa là mọi người thấy á, là những cái TikTok trước kia của học á, học sẽ nói rất là bổ bả, rất là vô tư, đúng không? Nhưng mà bây giờ học sẽ hạn chế, tiết chế bản thân mình lại. Tại vì sao? Khi mà mình lên truyền hình thực tế, mình tiếp cận được rất nhiều người, rất nhiều khán giả. Đúng. Họ biết mình nhiều hơn. Bây giờ mình đâu thể nào mà mình cứ bổ bả mình nói chuyện kiểu vậy được. Đúng. Mình đâu thể nào chửi thề như hồi xưa nữa, đúng không? Học phải nói thật là học là cái đứa thích chửi thề. Tại
tại vì học quy định là chửi thề nó không nói lên cái trình độ văn hóa của mình, mà nó chỉ là một cái cảm thán, một đúng cái rồi. Giống như một cái câu cảm thán như này đó. Mình lên truyền hình như vậy rồi thì rất nhiều người biết tới mình, và mình cũng phải cố gắng mang những cái hình ảnh đẹp nhất đến với khán giả. Có thể là nó hơi thương mại, nó hơi công nghiệp xíu. Mọi người thấy không, nếu mà giờ tôi chợ búa cái là nó kỳ liền. Nó khác liền đúng không? Tại vì tôi đã cố gắng tôi lên được tới mức 7 điểm rồi, giờ tự nhiên tôi tuột lại xuống lúc tôi 3 điểm. Lúc đó nó kỳ liền. Nhưng mà mọi người biết không, cái con người của mình nó vẫn là mình, chẳng qua là nó hơi khác đi một tí. Và khi mà mình tiếp xúc với đại đa số công chúng thì mình vẫn muốn là thật sự làm nghệ thuật, ai cũng muốn công chúng yêu quý mình hết á, không có ai muốn mà bị ghét bỏ hay là 50-50 hay như thế nào. Người ta cầu toàn là người ta yêu công việc, là người ta đều muốn ai cũng yêu mình. Nên là cái việc mà mình thay đổi bản thân tốt hơn để cho người khác dễ chịu hơn với cái hình ảnh của mình, nó cũng là một điều rất tốt. Và học cũng học được rất nhiều từ thầy của học là chị Triệu và chị Duyên á, có nghĩa là mình phải tiết chế cái nguồn năng lượng của mình với cái người đối diện, và cũng như là những cái người mà sẽ xem mình một cái cách dễ chịu nhất. Không có thảo mai nha, ý là thảo mai là nó khác, thảo mai là nó nhìn như vậy, nhưng mà còn cái này là như kiểu mình sẽ tiết chế soft hơn, nó dịu dàng lại, hiểu chưa? Sau những cái cuộc thi đó, có bao giờ mà dự định tới với mấy cái cuộc thi sắc đẹp về cho người chuyển giới không? Thật sự á, học vẫn nói với mọi người hoài à, cái tính của học á không có thi hoa hậu được. Mọi người thấy không, cái miệng học nó quá trời. Có nghĩa là cho dù học có tiết chế cỡ nào thì cũng sẽ có một vài lúc cái miệng học nó sổ ra, học không thể nào mà. Giống như bây giờ học quay clip với mọi người coi đi đúng không? Thì là nó chỉ trong khoảng thời gian đâu đó là khoảng tầm mấy tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà đi quay hoặc là đi tham gia chương trình sắc đẹp nó là cả mấy ngày mấy đêm, không thể nào mà học tiết chế cái nguồn năng lượng học như vậy hoài được. Học là cái người nhiều năng lượng nên là học cảm thấy là nhiều lúc mình không phù hợp với cái cuộc thi sắc đẹp á. Nó sẽ khiến cho cái cuộc thi sắc đẹp đó nó thành một cái gì đó nó kịch tính còn hơn như vậy nữa, hiểu không? Mỗi câu nói của học nói ra nó đều sẽ mang một cái tính dễ hiểu lầm á, hiểu lầm. Nếu mà người khác không đón nhận được cái nguồn năng lượng của học tốt thì họ sẽ thấy học rất kỳ. Nên là học cảm thấy là học không nên đi thi nữa luôn, không nên ở bất kỳ chương trình truyền hình thực tế nào nữa luôn, mà học chỉ nên ở trong cái môi trường content creator TikTok của học thôi. Tại vì học cảm thấy đó là cái môi trường mà học được là chính mình nhất, và học cũng sẽ cảm thấy là hài lòng với điều đó. Bởi vì bây giờ học cũng được mọi người yêu quý, chủ yếu là được mọi người yêu quý thôi. Có nhiều lúc mình đi ra đường á mà mọi người nhận ra mình cái mình cũng thấy vui nữa. Học nhận ra cái cố gắng của mình nó đã đủ rồi, bây giờ mình chỉ cố gắng duy trì nó thôi, đừng có cố gắng mà làm lên nữa. Tại vì mỗi người mỗi số hết rồi, giờ mình cứ đu lên cao mà mình không được, mà mình cứ lấp lửng đây, có khi cái đến một lúc nào đó mình bị đạp xuống luôn. Bây giờ mình cứ ở đây thôi và mình cứ duy trì nó thôi. Mà giống tôi á, tức có nghĩa là cái vấn đề mỏ hổn á. Nhiều lúc á, Bin cũng suy nghĩ tới những cái việc là mình lướt mạng xã hội hay là sau đó mình cũng thấy có những cái chương trình thực tế, những cái cuộc thi mà bản thân mình có thể phù hợp để đi thi. Nhưng mà hả, mọi người biết không, đi thi những cái đó rất là drama. Không phải là ý nói mình sao, nhưng mà Việt Nam mà trời ơi, mấy cái drama đó hả, nó edit, nó cắt ghép á, tự nhiên cái mình thành một cái đứa bị mọi người công kích, mọi người tấn công lắm luôn. Mình làm nghệ thuật á, cái quan trọng nhất là gì? Cái cá tính riêng. Mình phải có cái cá tính riêng mình mới nổi bật được ở trong cái môi trường kiểu nghệ thuật. Nhưng mà khi mà mình cá tính riêng mình lên truyền hình á, nó khác liền. Đúng. Nó khác liền. Giống như bây giờ 9 người 11 ý đi, lỡ như cái ý của người kia khéo hơn mình một cái thôi là coi như là mình xỉu liền. Đúng rồi. Tại vì thật sự đó giờ mọi người vẫn nghe là showbiz là rất là drama này nọ, nhưng mà thật sự là không phải. Ở đâu cũng drama hết á. Tại vì mình có cái cá tính riêng, cái tôi riêng, cái bản ngã riêng của mình. Và khi mà mình đẩy vào cái môi trường ai cũng như vậy hết là nó đùng ra liền. Nên là mình phải sao, mình phải ráng, mình nếu mà mình muốn làm nghệ thuật mình cũng phải hơi khéo một tí. Mà khéo có được không? Khó lắm. Mình là cái đứa mà hả, nghĩ gì nói đó, kiểu đúng như là rồi. A là A, thấy, B là B. Đúng rồi, thấy chướng mắt lắm, là nói liền. Nói liền. Bục chạc liền. Nên như là chơi với bạn mà bạn mình này nọ sao là ê, không có được nha. Vậy là hổn, bỏ cái tính đó. Bởi vậy cũng không phải được lòng công chúng lắm đâu. Ý là bây giờ kêu Thảo Mai thì Thảo Mai cũng được đi. Nhưng mà tự nhiên cái tối gì nằm suy nghĩ, trời ta sao phải làm gì quá. Ta tốt quá đi. Đáng ra ta trả lời như vậy là ta thắng rồi. Mình không quan trọng chuyện hơn thua, miễn là mình thắng. Bởi vậy cho nên nó nói thật thì học nói rồi, giờ học cũng rút kinh nghiệm luôn, coi như là học sẽ
chắc là trong tương lai cũng sẽ không đi thi gì đâu. Sợ lắm rồi. Ở thời điểm hiện tại thì suy nghĩ vậy thôi. Khi ai biết cho tương lai nó có một cái sự nó thay đổi, cái cuộc sống nó xoay sao thì mình sẽ lượng hay đời đưa đẩy, ai đưa thì mình đẩy mà ai đẩy thì mình đưa. Từ lúc á nha mà học chuyển mình qua làm content creator rồi đi những cái bước phát triển cho tới bây giờ á, thì một cái benefit lớn nhất á mà học đã từng nhận được là cái gì, học có thể chia sẻ được? Tiền nhiều. Không, cái này thì nói chung là nó sẽ hơi kiểu khá hơn hồi trước một xíu. Hồi đó học còn nói giỡn với Bin là hả, bây giờ học khá rồi Bin ơi, muốn mà Bin buồn á, học chuyển khoản cho Bin xài đi tiêu cho đỡ buồn. Thật ra thì cái benefit lớn nhất thì vẫn là, thật sự là mình phải nói là nó về vật chất. Mình con người mình có gì đó đó, thì khi mà mình thay đổi gì nó kiếm tiền nhiều hơn, giúp cho mình có cái động lực tinh thần rất lớn, bởi vì các bạn sẽ yêu quý mình hơn. Mình cảm thấy may mắn vì điều đó. Mình luôn biết ơn tổ nghiệp nè, biết ơn cuộc sống, cuộc đời này nè. Mỗi một ngày mình mở mắt ra, mình nhận ra là vẫn có người yêu quý mình. Là đó là một cái mà mình cảm thấy rất là vui. Khi mà mình chuyển qua làm content creator vậy, mình cũng thấy nó phù hợp với mình hơn rất nhiều. So với hồi đó đi làm văn phòng, nó không phù hợp với học môi trường đó, nó bị tù túng quá. Và học luôn nghĩ trong cái đầu của học là trời ơi, đi làm vậy giết chết tuổi xuân của mình. Và thật sự là nó đã giết chết 2 năm tuổi xuân của học. Học đi làm văn phòng 2 năm. Và học thấy là nếu mà thời gian trở lại thì học sẽ lựa chọn con đường khác. Lúc đó học sẽ có nhiều thời gian hơn để cho bản thân mình. Chứ giờ quay lại nhìn lại 26 tuổi rồi nè. Nhớ hồi mới quay clip với Bin là 22, 23 chứ mấy, đúng không? Đúng rồi. Giờ sao? Mấy năm trước còn ở hả, hai đứa hả? Ê bà, hôm nay qua quay mua cái gì ăn nè. Giờ mình chắc lại là má có ai lấy mình không? Thật ra là Bin đi làm văn phòng thì cũng 2 năm. Cái khoảng thời gian nó cũng như học vậy đó. Thật ra văn phòng của Bin làm thì nó không có đến mức tù túng. Tại vì mình làm bên tập đoàn giải trí. Còn học là học đó, học làm bên tài chính kế toán gì đó. Nghe nó bị con số nhiều quá. Con số nhiều. Áp lực nhiều. Mọi người biết không hả, đi làm hả? Trời ơi, nó thật sự là cái con số luôn á mọi người. Là sáng là 7 giờ là có mặt, mặc dù công ty 8 giờ mới mở cửa nhưng mà mình phải hả ráng mình chạy target nè. Rồi tới 6 giờ tối mới về, mặc dù công ty cho 5 giờ là về rồi mà phải 6 giờ mình mới được về. Trời ơi, rồi đi về trên cái đường Cộng Hòa này nọ, nó kẹt điên. Trời ơi, thật sự mình cảm thấy là mỗi một ngày đi làm vậy là nó giết chết hết một ngày tuổi xuân của mình rồi. Và mình về nhà mình cũng không có thời gian cho gia đình luôn, không có thời gian cho mẹ, không có thời gian cho các anh em trong nhà này nọ đó, cũng không có thời gian cho bạn bè luôn. Nhiều lúc đi làm về mệt quá chỉ muốn ngủ thôi, mà ngủ dậy cái là 10 giờ rồi, là sáng mai là phải bắt đầu là bấm điện thoại coi phim xíu, giải trí xíu, là sáng mai là 7 giờ sáng là phải có mặt ở công ty. Nó hết giờ rồi, chỉ có chủ nhật là mới gặp bạn bè thôi. Trời ơi, 2 năm trời như vậy. Một cái vòng lặp á, đúng không? Đúng rồi, và rất sợ. Mà học là cái người có thần số học là số 5, học sinh ngày 5 nữa. Thần số học của học số 6, nhưng mà trong cái biểu đồ thần số học có số 5, có nghĩa là học thích tự do. Biên cũng vậy, năm tháng 2. Đúng rồi, là mình sẽ thích về những cái tự do nè, thích về những cái giống như là nó thuộc về thú vui nhiều hơn. Mình không thích bị ngồi một chỗ. Đúng. đấy yeah. Mình đi làm trong tập đoàn giải trí á, cho nên là cái không khí nó cũng đỡ ngột ngạt hơn một tí, nhưng mà nó cũng gọi là vòng lặp. Cuối cùng mình suy nghĩ lại và mình cảm thấy là cái đó nó không phải là cái công việc mà mình thật sự yêu thích. Mình yêu thích cái này hơn. Đúng. Những cái công việc mà nghệ thuật sáng tạo và cho khán giả những cái nụ cười, những cái mà cái những cái mà mình cống hiến, mà nó khiến cho mọi người được vui vẻ thoải mái, là những cái mà mình yêu thích hơn. Yeah. Mà nó tự do nữa. Ồ. Sáng muốn ngủ giờ nào ngủ, tối muốn ngủ giờ nào ngủ. Nãy á, cài bóng lúc 12 giờ chưa dậy, vừa mở mắt dậy cái học nhắn tin giờ mắt cướp nè. Tự do. Tự do hả? Mắt cướp 12 giờ mới ngủ dậy, con gái ai dậy được không? Nhưng mà ở đây không phải là cổ xí cho mọi người là nên bỏ hết việc văn phòng đi để đi làm giúp tụi mình nha. Tụi mình phải biết tụi mình là ai, tụi mình phải biết tụi mình mạnh về cái gì, có khả năng như thế nào. Có khả năng gì, và mình phải biết là mình cái cố gắng của mình nó sẽ phù hợp với cái môi trường đó hay không. Đúng. Có nhiều bạn cố gắng làm mà cũng không có nổi bật lên được. Có thể là mình chưa có cái tính duyên gì nổi bật. Thì đó, cho nên là mọi người phải cố gắng tìm cái con người bên trong của mình là ai, mình muốn gì, mình thích gì. Hoặc là mình muốn trở thành một cái hình mẫu nào đó. Nhìn vậy cái mình dễ hướng tới đúng hơn. Đúng rồi. Học sẽ hướng tới cái hình mẫu giống như là mình dịu dàng nữ tính. Mình có tính nữ nhiều. Và mình cũng sẽ là một cái người cố gắng để như là hiểu chuyện, trở thành một cái người mà nói ra câu nào mà nó
chốt hạ câu đó luôn, mà khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu nè, mà người khác cũng không thể phản biện lại được những gì mà mình nói nữa. Đó cũng là một cái mà mình đang cố gắng kiểu mình tiếp thu kiến thức nhiều hơn, mình tìm ra con người bên trong của mình. Mọi người phải tìm ra được con người bên trong của mọi người á, mọi người phải đánh thức được nó mới tỏa hết được cái sức mạnh mà mình làm, và mình khi mà mình phù hợp với một cái môi trường nào đó thả mình vô cái là mình vô ngay chốc luôn. Mà cái tips của tụi mình á là mọi người thấy hai đứa không, đều phải thử nhiều thì mới biết được cái con người bên trong của mình là ai. Té nhiều nữa, chạy da chóc vẫy, chạy da chóc vẫy đó, chứ cũng không phải là ngày một ngày hai là bị đời đấm đời đá. Tại sao ngày xưa học bị mọi người cũng như là cầm lên về cái vấn đề ăn nói, mà học lại không nhìn ra được, cho đến khi mà bắt đầu là đấm những cái cú đấm đau nhất vô trong cái người mình á, mình mới bắt đầu nói chết cha, hình như mình có vấn đề về ăn nói. Có nghĩa là đó giờ là cái tính của học là học không phải là học tự nhận hay gì nha, mà học tự cảm thấy luôn. Học là một người rất tốt nhưng mà cái vấn đề ăn nói của học nó kỳ á, nó bị lỗi á. nó bị lỗi cái khúc đấy đó. Đó xong rồi mà học vẫn không thay đổi nha, học vẫn nghĩ lúc nào học cũng nói là tôi vậy á, nếu như mà bạn cảm thấy phù hợp với tôi thì bạn ok, còn không thì bạn có quyền next, tôi không quan tâm. Có nghĩa là đanh đá quá. Cái khúc đó là cái khúc gai góc đó. Gai góc đó. Nhưng mà học vẫn luôn biết ơn những người đã ở lại trong cuộc đời của học, như bạn bè này nọ, vẫn không rời bỏ học đi. Có nghĩa là họ vẫn đợi cho đến một cái lúc mà học thay đổi, hoàn thiện, học thay đổi bản thân mình, và học cảm thấy trân trọng vì điều đó, bởi vì ai cũng cần phải có cái cơ hội để thay đổi. Bây giờ học đã cải thiện được cái vấn đề mà ăn nói được một tí thôi. Bây giờ mình khiêm tốn, mình nói một tí thôi, để từ từ mình sẽ cải thiện nhiều hơn. Và mọi người phải tìm ra được là mọi người đang bị yếu khuyết khúc nào nữa, hiểu không? Có nhiều khi mình nói mình khịa vui vui mà làm người ta tổn thương mà mình không biết đó. Cái đó vẫn là vận vô nghiệp của mình nha. Có nhiều lúc mình chọc mình khai người ta giống như kiểu là nói gì cái mình nói ủa hôm nay mặc đồ vậy, ghê dữ vậy, sẽ như là kiểu vậy. Mình không biết là nhiều khi người ta cũng đang bị mong manh dễ vỡ bên trong, có nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, overthinking đồ á, là mấy cái người đó kiểu tối về người ta ngủ không được luôn. Về sau này là mình chỉ nên nói những cái lời cổ vũ động viên thôi, còn cảm thấy cái nào mà không tốt á, mình sẽ góp ý một cách khéo hơn, mình uyển chuyển hơn xíu. Tại vì học vẫn nhắc lại cho mọi người nhớ là ai cũng đang phải chiến đấu với những cuộc chiến vô hình mà chúng ta không biết được. Và vô hình chung, nếu như mà chúng ta lỡ nói ra cái điều gì đó mà nó không hay, nó khiến cho đối phương bị tan vỡ, cái đó là mình bị nghiệp vô mình á. Mà lúc nào cái quả báo nó tới mình không biết được đâu. Ví dụ về cái vấn đề chiến đấu về những cái vô hình hay là những cái hữu hình đi, thì ngoài những cái benefit mà học nhận được á, thì có những cái tiêu cực nào mà học phải chiến đấu trong cái quá trình mà làm content creator mà học cảm thấy là đó là một bài học cho mình phải ghi nhớ không? Có nghĩa là ngày trước giống như là kiểu như học nói, ngày trước học rất hay bị giải thích, học bị không biết sao nữa mà học rất hay bị giải thích. Học rất là sợ người khác hiểu lầm mình. Cái nỗi sợ lớn nhất của học là sợ bị người khác hiểu lầm mình. Mọi người biết không, có nhiều lúc bị uất ức á, mình không phải là con người như vậy. Nên là khi mà người ta nói cái điều gì đấy về không đúng về mình kiểu mình cố gắng mình cãi, mình cố gắng mình phân bua, mình giải thích. Mà cuối cùng thì có nhiều lúc mình nhận ra những cái điều mà mình giải thích người ta không có nghe. Chỉ những người mà người ta thực sự mà người ta thực sự là người ta yêu quý mình, người ta mới ở lại với mình, mới hiểu được mình. Và mình không cần phải cố gắng nói cho họ là tôi không phải là con người như vậy. Đó là cái bài học lớn nhất của học. Và khi mà mình càng cố gắng vẫy vùng mình không phải là người như vậy, thì sẽ có rất nhiều người người ta ùa vô, người ta nói mày là người như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà nếu như mình im lặng, mình không giải thích thì người ta sẽ không nói được mình. Người ta chỉ có thể đi đồn về cái việc đó của mình thôi. Và sau này học rút ra kinh nghiệm là học sẽ ít nói lại với những cái người mà người ta đã muốn hiểu xấu về mình. Người ta mặc định mình là như vậy rồi, đúng không? Và khi mà mình bị người khác hiểu lầm á, cái việc của mình đó chính là xem những người yêu quý mình có hiểu lầm mình không. Những người yêu quý mình mà hiểu lầm mình thì nó mới quan trọng. Còn những người khác hiểu lầm mình thì nó cũng chỉ là cái vấn đề mà mình không cần phải cố gắng chứng minh cho họ thấy. Tại vì những điều mà mình làm á, những cái người mà người ta yêu quý mình, người ta đã theo dõi từ rất lâu. Như Bin thấy á, học cảm thấy là học đã trải qua tất cả mọi thứ cũng là một mình. Có nghĩa là bạn bè của học cũng không ai làm về TikTok. Mình thích làm nghệ thuật nhiều hơn á, cũng không ai, bạn bè xung quanh không ai làm vậy. Nên khi mà mình có cái cú sốc á, mình nói cho bạn bè cũng không ai thông cảm cho mình được nhiều. Mình cũng không muốn thể hiện cho người ta thấy là mình rất tiêu cực. Mình luôn muốn cho bạn bè của mình cũng vui. Có nghĩa là mình làm vui cho người khác được thì mình cũng làm vui cho bạn bè mình được. Nên mình luôn giấu những cái đó vào bên trong hết. Nên là khi mọi thứ mà mình trải qua một mình như vậy á, nó rất là kinh khủng. Và khi mà có những cái bài học như vậy á, con người mình tự nhiên nó khác, nó thay đổi được. Giống như là nhiều người
ta nói khi mà có biến cố cuộc đời thì nó sẽ giúp cái con người đó thay đổi rất lớn. Và học luôn biết ơn, có nghĩa là những cái việc đó xảy ra học mới chịu thay đổi. Có nghĩa là nó không xảy ra thì học sẽ không thay đổi, nhưng mà khi mà nó xảy ra rồi thì bắt buộc học phải thay đổi. Và học phải luôn biết ơn vì những điều đó. Bởi vì nếu mà mình cứ trách móc hoài, nói tại sao cuộc đời lại đối xử với mình như vậy, tại sao cuộc mình là một người rất tốt mà tại sao họ lại nói mình là một con người như vậy mà. Là mình sai, mình phải nhìn lại bản thân mình. Hình như là mình cũng hơi có một cái vấn đề gì đấy và mình cần phải cải thiện bản thân mình. Nếu như mình không thích đám đông thì mình không nhất thiết phải tới chỗ có đám đông. Nếu như mình sợ người lạ thì mình cũng không nhất thiết phải xuất hiện ở chỗ có quá nhiều người lạ để tránh bị gây hiểu lầm. Có nghĩa là đó là những cái mà mình phải nhìn lại bản thân mình, và mình biết ơn những cái xảy ra đều là những cái bài học trong cuộc sống của mình. Và khi mà mình trưởng thành rồi thì những thứ tốt đẹp hơn nó sẽ tới chứ, đúng không? Những thứ tốt đẹp hơn nó tới chắc chắn với mọi người luôn. Và khi mọi người giống như là cải thiện bản thân mình rồi, mọi người sẽ thu hút lại những thứ mà nó nice hơn rất nhiều. Đúng rồi. Bin cũng giống như học hồi xưa, Bin cũng hay đi giải thích nhiều lắm. Kiểu như là gặp một cái vấn đề hay là một cái drama gì đó mà nó có liên quan tới mình sẽ hay rất là đi phân bua vậy hết. Nhưng mà ở tới thời điểm gần đây á, mình chỉ chọn cách mình lên tiếng đúng một lần. Tại vì mình chọn cái cách lên tiếng đó là để cho những người thân xung quanh của mình người ta hiểu. Hiểu. Và hiểu. Những cái người khác người ta cũng đọc được, và người ta muốn hiểu hay không là về phía của người ta. Đúng. Nhưng mà mình phải lên tiếng nha mọi người, chứ lên mình đừng có nên im lặng luôn. Im lặng luôn nó sẽ bị một cái tác dụng ngược lại, đó là mình đồng ý. Đúng rồi. Im lặng là đồng ý, cho nên là mình phải lên tiếng một lần thôi, chứ đừng có bị dài dòng, bị lan man, bị quá nhiều. Không có bị cãi va cãi lại, công kích lại những người công kích mình. Cái đó không phải. Ngày trước mình cũng hay giống như kiểu là bậm trợn lắm, giống như là người ta nói cái gì không đúng là mình chặt lại người ta. Rồi vô tình mình làm nghệ thuật mà, có đúng những rồi. Người người ta chụp lại những cái đó là mình xỉu luôn á. Cho nên là bây giờ là mình rút kinh nghiệm nè, mình lên tiếng đúng một lần, hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi, những người yêu thương rồi. Mình hiểu mình rồi, ngoài ra là mình im luôn. Còn những cái người mà người ta hiểu sai về mình thì mình cũng không trách người ta, tại vì chưa đủ duyên, cái đó gọi là chưa đủ duyên. Đó là dạy những cái bài học cột sống này đó. Hỏi một câu vô bả thôi mà thấy nguyên một cái nốt trầm của bả nè. Trời ơi, thật sự nói chung là mình cũng vượt qua rất là lâu, là một năm hơn là hả. Đó, kiểu mình rồi cái khoảng thời gian đó học bị khủng hoảng luôn á mọi người. Học bị giống như là học phải uống thuốc ngủ để ngủ á, học uất ức luôn á. Học là cái người mà nếu như mà học uất ức là học sẽ không ngủ được á, tại vì học bị tưởng tượng là khi mà bây giờ mình ngủ cái xong sáng mình mở dậy cái mình check điện thoại mình sẽ thấy một đống những cái bình luận người ta lại công kích mình nữa, cái mình cảm thấy bị ngợp á. Ngợp á, mà mọi thứ đó nó tệ lắm. Nó tệ ơi tệ luôn, mà mình không thể nào mình thoát ra được, mà mình càng cố thoát thì người ta càng cố gông đầu mình lại. Nên là lúc đó mình giống như bị kẹt á mọi người. Tự nhiên cái về sau này cái mình cải thiện được mình hơn á, cái mình biết được là điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì. Lúc đó là hiểu được cái quy luật của cuộc sống. Có nghĩa là mình nắm được những cái quy luật của cuộc sống rồi. Khi mà mình nắm được rồi thì mình sẽ biết bản thân mình phải làm gì. Cho nên là qua những cái câu chuyện này á, mình rút ra được một cái là dù gặp chuyện gì đi chăng nữa, cái việc mình cần làm đó là cố gắng. Nếu mình cố không được thì mình sẽ buông luôn. Và buông thì mình sẽ chấp nhận buông bỏ nó. Và mình không có phải nuối tiếc được nó nữa. Và khi mà mọi người biết không, khi mà có vấn đề biến cố gì xảy ra, mọi người phải tin vào bản thân mọi người. Người khác có quyền không tin mọi người, nhưng mọi người phải tin mọi người là mọi người không có làm việc đó, mọi người không có sai. Và khi mà mọi người không sai là mọi người sẽ không dằn vặt bản thân mình. Và khi mọi người không dằn vặt bản thân mình là mọi người hạnh phúc rồi. Có nghĩa là trước đây học là một cái người không có yêu bản thân mình, học nhìn nhận vậy luôn. Tại vì học cứ luôn làm hài lòng người khác, cho nên khi mà lúc mà người khác cảm thấy không hài lòng học sẽ bị chết rồi. Cái vấn đề này nó đang nói. Bởi vậy cho nên là bây giờ mình phải yêu bản thân mình, tin tưởng bản thân mình, và mình phải trao đi những cái giá trị tốt đẹp cho cuộc sống này, thì những thứ tốt đẹp nó sẽ đến với mình. Trao đi hả? Vậy bây giờ hỏi một câu nữa nha, để chuẩn bị kết video nha. Ok. Ok, về vấn đề trao đi đi. Trao đi đi. Vì cái series này Bin sẽ lên sóng vào năm 2024 đầu năm, cho nên là Bin muốn hỏi nếu mà được quay một cái video 24 giây thôi để gửi tới bản thân của học 24 năm tới, thì học sẽ trao đi, gửi đi những cái điều gì? Hello học, tôi là tôi nè bà. Bà nhớ tôi không? Năm 26 tuổi nè. Thì tôi biết là bà vẫn đang rất cố gắng. Có thể là bây giờ là 24 năm sau là bà đã 50 tuổi. Bà luôn xứng đáng với những gì mà bà đang có được. Bà là một cái người mà tôi cảm thấy là rất tâm huyết. Nên là tôi hy vọng bà lúc nào cũng hạnh phúc.
Nói chứ mà mình càng lớn mình càng già đi á, mặc dù giờ mình chưa già chuẩn bía đi ha, nhưng mà hả, càng có tuổi rồi á thì càng cảm thấy cái hạnh phúc, định nghĩa của hạnh phúc đối với mình là sự bình yên. Thật, ngày xưa cứ thích những cái gì đó, rồi, mà nó nhiều tiền nè, rồi nhà cao, cửa rộng. Thật ra những cái đó ai cũng muốn hết, mọi người hỏi, tất cả mọi người không ai mà không muốn mình vậy hết. Nhưng mà cốt lõi bên trong khi mà mình nằm xuống ngủ ban đêm, mình cần cái sự bình yên chứ không phải là cái sự trằn trọc. Mọi người biết không, có nghĩa là khi mà mình bình yên ở trong cái tâm hồn của mình á, thì mình cũng sẽ tỏa ra cái nguồn năng lượng đó cho tất cả mọi người. Tự nhiên mọi người nhìn vô mình nói sao con nhỏ này nó cứ ung dung tự tại. Giống như một cái người giàu hơn, người ta nhìn vô mình ta nói sao con nhỏ này nghèo mà ung dung tự tại quá. Hoặc cái người mà người ta không bằng mình đi, người ta nhìn vô mình người ta nói trời ơi má, bà này ung dung tự tại là đúng rồi, nhưng mà chỉ có mình mới biết mình ung dung tự tại bởi vì mình biết được là mình cần phải làm được gì, mình phải làm gì để được bình yên. Có nghĩa là mình phải để cho tâm hồn, công việc, cuộc sống, thậm chí là cả tình cảm của mình nó cũng phải điều hòa với tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình thì mình sẽ được bình yên. Mình không cần phải cố gắng, mình phải thế này thế nọ, mình phải dữ dội, mình phải vượt trội hơn người ta, mình phải thế này thế kia. Mình cứ bình yên trước đã. Cơ hội nó đến với mình chỉ cần chụp lấy thôi. Giống như đó nãy học nói là có những cái người mà người ta có tiền á, mà người ta không có được sự bình yên á, người ta ngủ kiểu người ta không có bao giờ thẳng cẳng như nào, người ta luôn có những cái áp lực cuộc sống. Thì đối với mình đó, định nghĩa của hạnh phúc đối với mình là bình yên. Khi mà hạnh phúc của mình khi quen một người nào đó luôn á, và cái định nghĩa của mình là mình và người đó đều bình yên với nhau. Đúng rồi. Hồi xưa cứ nghĩ là trời ơi quen là phải như là giận hờn, là phải như là làm drama lên, phải như là anh phải thế này em phải thế kia, nhưng mà về sau này cái mình thấy là không, mình yêu một cái người mà họ mà khiến cho mình vui, khiến cho mình có một cái động lực để mình làm việc nè, khiến cho mình giống như là thật sự là khi mà mình nhìn những cái người mà họ mà yêu mà bình yên yêu lành này nọ đó, mình sẽ thấy rất là hay, họ toàn mang đến cho nhau những cái niềm vui, những cái sự bình yên thôi. Và mình biết được là mình phải làm gì và mình hướng tới cái người như thế nào là mới là đúng, chứ không phải là suốt ngày yêu cái người mà một làm mình buồn, hay là yêu một cái người mà đối xử với mình không tốt hay gì không. Cái đó là cái đó chỉ là cái cảm xúc, cái tôi của mọi người đang bị tổn thương nên mọi người muốn yêu cho bỏ ghét. Có nghĩa là mình không thể đem được cái hạnh phúc đó cho người ta mà người ta cũng không đem được cái hạnh phúc đó cho mình, mà mình cứ yêu vậy thôi. Nhưng mà thật sự là nếu mà yêu mà đúng người nha, thấy mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Một ngày đẹp trời cái người ta hả đến bên mình và cũng như mình, người ta mang tới cho mình những cái động lực, những cái niềm vui này nọ, mình cũng mang đến cho người ta những cái động lực, những cái niềm vui, chứ không phải là hôm nay mày đi đâu, mày ở với ai, mày tại sao mày lại làm như vậy, ai đánh đó ghê nha. Sợ, giống như đưa cái điện thoại đây anh kiểm tra, đưa cái điện thoại đây em kiểm tra. Tối ngủ cái nó lấy điện thoại nó phèn. Mấy giờ rồi còn yêu kiểu đó nữa. Bây giờ là người ta yêu là người ta phải hôm nay anh thế nào, anh đi làm có vui không, hay là như là vậy mình phải chọc kẹo cho người ta vui vẻ lên. Mình với lại khi nói chung là yêu cần sự an toàn từ cả hai bên. Nói chung là bình yên là đủ. Bình yên là đủ và cái thời lượng tập của ngày hôm nay cũng đủ, quá đủ luôn, dư hơn khúc luôn á. Cảm ơn mọi người đã cùng Bin và Học đi hết từ đầu cho tới cuối video. Cảm ơn đặc biệt tới những cái bạn mà luôn reply story của Bin với Học nha, hỏi rồi hối thúc rồi kiểu cũng than vãn là trời ơi sao đợi video của hai ông bà hoài mà coi lại mấy cái video cũ riết thuộc thoại hết trơn luôn rồi mà chưa ra video mới. Ủng hộ nhiều lên, xong bây giờ là Học với Bin sẽ xuất hiện nhiều hơn, được chưa? Học với Bin sẽ có nhiều chuyến du lịch hơn nữa và đi cùng nhau rồi đó. Khi mà Bin lên cái video, Bin đã chính thức nghỉ việc ở văn phòng và trở lại làm content creator, mọi người xem mọi người sẽ hiểu lý do vì sao mình ngồi ngốp trong hai cái năm vừa rồi. Lời tạm biệt với mọi người thì cũng nói với mọi người là mọi người hãy cố tìm mình là chính mình, xong rồi hãy cố xây dựng cho mình một cái cuộc sống thật là bình yên nha mọi người nha. Nói chung là Học biết là mọi người vẫn đang vật lộn với cuộc sống mỗi ngày, nhưng mà mình phải sao ạ? Cố lên. Mọi việc cần phải cố gắng. Cái việc đầu tiên mà mình gặp khó khăn là bây giờ sao đây? Cố lên chứ làm sao, phải cố. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp mọi người ở các tập tiếp theo trong series Around Bin cùng những khách mời khác nha. Và cảm ơn Học đã xuất hiện ngày hôm nay. Ok, mãi yêu Bin. Từ nhỏ gia đình chị không kiểu là không có đầy đủ cho lắm. Chị bị tai nạn, bị vỡ đầu gối. Bác sĩ nói là không thể nào vận động mạnh được nữa. Trời ơi khóc quá trời khóc. Cơ hội tới mình phải chật, đừng có sợ. Dạ em xin lỗi anh nha. Vậy thôi chắc là mình không có duyên để tiếp xúc hay nói chuyện với nhau rồi. Vậy thôi.